Bộ Y tế vừa có góp ý phương án tổ chức tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bộ đề xuất tổ chức phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông riêng cho thí sinh F0 theo dõi cách ly tại nhà nếu có nguyện vọng. Với trường hợp này, thí sinh phải có đơn xin dự thi và ký xác nhận đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ, trong đó thí sinh cam kết thực hiện nghiêm phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp thí sinh là F0 đang được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế trong thời gian diễn ra kỳ thi, không thể tham gia dự thi, sẽ được đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu thí sinh có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sẽ được tổ chức thi vào đợt thi khác. Thí sinh là F1 được tham dự kỳ thi cùng với các thí sinh. Thí sinh thuộc diện các ca bệnh giám sát, ca bệnh nghi ngờ được tham dự kỳ thi, thi tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch. Thưa quý vị, Bộ Y tế nhận định Việt Nam đã bước qua giai đoạn nghiêm trọng của dịch COVID-19. Số ca tử vong, số ca nặng, số ca mắc trong 4 tuần qua trên cả nước giảm từng ngày. Cá biệt, ngày 4 tháng 5 không ghi nhận ca tử vong do COVID-19 nào sau 10 tháng. Hiện nay, ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chỉ có dưới 100 ca mắc COVID-19 đang được điều trị, 25 ca thở máy. Hệ thống y tế đã trụ vững trong đợt cao điểm của dịch với khả năng đáp ứng tối đa 200.000 giường điều trị, kể cả thời điểm số ca nhập viện khoảng 150.000. Dù tình hình gì khả quan, song Bộ Y tế cho biết vẫn cần cẩn trọng và theo sát diễn biến của dịch để có những đối sách phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của các trường trung học phổ thông công lập, trường công lập tự chủ, trường chuyên, trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 6. Năm học 2021-2022, toàn thành phố có khoảng 129.000 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội kiên trì chủ trương đảm bảo 100% học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, có nguyện vọng tiếp tục đi học, đều được tuyển vào các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Một xe khách biển số Hà Nội của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hà Sơn Hải Vân đang đi trên cao tốc Hà Nội Lào Cai, đoạn qua huyện Văn Bàn Lào Cai thì bốc cháy vào tối ngày hôm qua. Thông tin ban đầu, khi xe đang chạy thì một tiếng nổ lớn phát ra từ phía đuôi xe. Tài xế đã đánh xe vào làn khẩn cấp, mở cửa cho hành khách trên xe chạy ra. Hành khách thoát được ra ngoài khoảng 15 phút thì ngọn lửa bùng lên và lan ra toàn bộ xe. Khoảng một tiếng sau, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, nhà xe đã đưa một chiếc xe khác đến để vận chuyển hành khách về Hà Nội. Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Nhằm góp phần tuyên truyền sự kiện SEA Games 31 tới đông đảo công chúng cả trong và ngoài nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31. Bộ tem gồm 4 mẫu và 1 block, có 2 loại giá là 4.000 đồng và 15.000 đồng. Bộ tem giới thiệu một số môn thể thao thế mạnh của Việt Nam như điền kinh, bắn súng, bơi, thể dục dụng cụ, bóng đá. Nền tem được cách điệu biểu tượng ngôi nhà chung ASEAN đang trên đường tiến lên sự thịnh vượng và phát triển. Bộ tem do các họa sĩ Trần Thế Vinh và Nguyễn Du thiết kế được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 12 tháng 5 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin rằng chính quyền Nga dự kiến công bố tổng động viên vào ngày 9 tháng 5, ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Nga. Trước đó, một số phương tiện truyền thông phương Tây, trong đó có kênh truyền hình CNN của Mỹ, đưa tin chính quyền Nga chuẩn bị tuyên chiến chính thức với Ukraine trong thời gian tới, nhằm tiến hành tổng động viên ở nước này và gia tăng tốc độ của chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine. Theo các chuyên gia, điều này có thể xảy ra sớm nhất là vào ngày 9 tháng 5. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, từ 8 đến 18 giờ các ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7 tháng 5, các lực lượng vũ trang Nga sẽ mở hành lang sơ tán dân thường khỏi lãnh thổ của nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo sẽ tăng lãi suất chủ chốt lên 0,5 điểm phần trăm, lên phạm vi mục tiêu 0,75 điểm đến 1%. Ngân hàng Trung ương Mỹ đã không tăng lãi suất quá 0,25% kể từ tháng 5 năm 2000. Theo Chủ tịch Fed Jerome Powell, mức tăng 0,5% sẽ tiếp tục được đưa ra bàn thảo trong những cuộc họp tới. Song Ủy ban Thị trường Mở Liên bang sẽ chưa xem xét đến mức tăng 0,75% trong tương lai gần. Động thái trên của Fed nhằm giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới hạ cánh mềm với việc ngăn chặn lạm phát mà rơi vào suy thoái.
Trước tình hình số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục gia tăng, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã siết chặt công tác chống dịch tại các nơi công cộng sau kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 5. Những biện pháp hạn chế mới bao gồm đóng cửa một số trạm dừng xe buýt và 13 tuyến tàu điện ngầm, đồng thời cấm 2 người sử dụng một nhà vệ sinh công cộng trong cùng một thời điểm. Các biện pháp hạn chế mới được thực hiện sau khi 505 ca mắc COVID-19 được xác nhận ở Bắc Kinh từ ngày 22 tháng 4 đến 11 giờ ngày 4 tháng 5. Cơ quan Y tế Bắc Kinh đã bắt đầu tiến hành thêm 3 đợt xét nghiệm axit nucleic trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5. Từ ngày 5 tháng 5, thì những người đến các địa điểm công cộng hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính từ 7 ngày trước đó. Những người trở lại làm việc hoặc đến trường học sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính từ 48 giờ trước đó. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận vụ việc phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và cho biết giới chức nước này đang tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các đồng minh và đối tác khác trong khu vực. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ bày tỏ quan ngại về những hành động này và kêu gọi Triều Tiên tránh các hành động có thể gây bất ổn tình hình khu vực. Các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản trước đó đã cảnh báo về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên từ sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng lúc 12 giờ 03 phút ngày 4 tháng 5 theo giờ địa phương, tức 10 giờ 03 phút cùng ngày giờ Việt Nam. Đây là vụ phóng vật thể bay thứ 14 của Triều Tiên kể từ đầu năm nay. Thưa quý vị, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin rằng chính quyền Nga dự kiến công bố tổng động viên vào ngày 9 tháng 5, ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Nga. Trước đó, một số phương tiện truyền thông phương Tây, trong đó có kênh truyền hình CNN của Mỹ, đưa tin chính quyền Nga chuẩn bị tuyên chiến chính thức với Ukraine trong thời gian tới nhằm tiến hành tổng động viên ở nước này và gia tăng tốc độ của chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine. Theo các chuyên gia, điều này có thể xảy ra sớm nhất là vào ngày 9 tháng 5. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo từ 8 đến 18 giờ các ngày 5, 6 và 7 tháng 5, các lực lượng vũ trang Nga sẽ mở hành lang sơ tán dân thường khỏi lãnh thổ của nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Trước tình hình số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục gia tăng, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã siết chặt công tác chống dịch tại các nơi công cộng sau kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 5. Những biện pháp hạn chế mới bao gồm đóng cửa một số trạm dừng xe buýt và 13 tuyến tàu điện ngầm, đồng thời cấm 2 người sử dụng một nhà vệ sinh công cộng trong cùng một thời điểm. Các biện pháp hạn chế mới được thực hiện sau khi 505 ca mắc COVID-19 được xác nhận ở Bắc Kinh từ ngày 22 tháng 4 đến 11 giờ ngày 4 tháng 5. Cơ quan Y tế Bắc Kinh đã bắt đầu tiến hành thêm 3 đợt xét nghiệm axit nucleic trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5. Từ ngày 5 tháng 5, những người đến các địa điểm công cộng hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính từ 7 ngày trước đó. Những người trở lại làm việc hoặc đến trường học phải trình kết quả xét nghiệm âm tính từ trước đó 48 giờ. Tại Ấn Độ, nhiều gia đình bắt buộc phải chuyển trường cho con từ hệ thống trường tư thục sang hệ thống giáo dục công lập. Đây được coi là sự đảo ngược của một xu hướng đã tồn tại ở Ấn Độ trong 2 thập kỷ qua, khi nhiều gia đình lựa chọn giáo dục tư nhân nhằm mang lại cho con cái lợi thế trong thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh. Cách đây khoảng 2 năm, khi dịch COVID-19 bắt đầu, anh Waka Khan đã nhận thấy thu nhập của mình bắt đầu giảm và hiện chỉ còn bằng khoảng 1/5 so với trước đây, trong khi đó tiền học phí của con trai anh đã tăng lên 10% trong năm nay. Chúng tôi đã trả một phần học phí cho nhà trường khi các lớp học online bắt đầu, nhưng khi chúng tôi không thể đóng học phí và chỉ còn khoảng 1-2 tháng thì nhà trường cấm con tôi học trực tuyến và tham gia kỳ thi cuối kỳ. Chi phí giáo dục bao gồm phương tiện đi lại, thực phẩm và quần áo đã tăng gần 25%, trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình Ấn Độ. Theo ước tính của chính phủ Ấn Độ, vào năm 2021, khoảng 4 triệu trẻ em nước này đã chuyển từ trường tư thục sang hệ thống trường công, chiếm hơn 4% trong tổng số khoảng 90 triệu trẻ em ở các trường tư thục. Dù đồng cảm với những phụ huynh không còn đủ khả năng chi trả học phí, nhưng phía nhà trường cho biết họ cũng phải đối mặt với chi phí tăng cao. Về phía nhà trường, nếu không tăng học phí thì chúng tôi sẽ trả lương cho giáo viên như thế nào? Hàng năm chúng tôi phải trả thêm khoản trợ cấp điều chỉnh phí sinh hoạt và gia tăng nữa, và để duy trì chất lượng giáo dục ở các trường tư thục, rất khó để không tăng học phí mà vẫn duy trì chất lượng. Các chuyên gia cho biết, việc chi phí giáo dục tại các trường tư thục ở Ấn Độ trở nên đắt đỏ, trong khi một số trường phải trả các khoản lãi suất vay do xây dựng trường và cộng thêm các chi phí trả cho nhân viên nhà trường khi trở lại học trực tiếp. Do đó, chi phí giáo dục có xu hướng tăng là điều không thể tránh khỏi.